Chào đón với channel của mình và mình là Ngô Xuân đây và trao đổi về Minecraft hack 2v2ac và các server energy khác. Và hôm nay thì mình đã quay trở lại, nó gọi là comeback đấy, là sau gần 2 tháng thì mình quay trở lại. Thì 2 tháng này thì mình cũng khá là bận về việc học và một số việc ở ngoài, mình không thể làm video được. Và một cái lý do khác thì cũng khá là dễ hiểu thôi, đó cũng là lười. Vâng, đúng là vậy, đây là lười đấy. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đến là một cái hack 1.12.2. thì nếu mà chơi bên 2AC 1.6.5 thì giống hack 1.12.2 như Baro thì chúng ta cũng sẽ dùng VFOR. Thì trước khi vào video thì các bạn cùng cho mình một like, share, subscribe và không quên nhớ bước cho bên cạnh để nhận những thông báo trên này mà nha. Và vào bắt đầu nào, let's go. Yeah, một cái chỗ đây. Thì hôm nay thì đến với cái hack này thì đầu tiên chúng ta sẽ tải là VFOR. VFOR này nó 14 tháng 9 rồi, được 2 tháng rồi, còn 2 tháng chưa. Này, ta đã xem. Cái này thì cũng khá là quen thuộc với các bạn, tại vì cái này thì mình cũng đã làm rất là nhiều. Yeah, thì nó sẽ như thế này và giữ lại thôi. Đến cái bước 2 thì chúng ta sẽ tải cái Kami về. Và thì hôm nay thì mình xem cái này thì hướng dẫn thì mình sẽ để lại sau nhé. Cái quảng cáo sẽ để lại cái video thì các bạn vào sẽ thấy liền. Cái này thì tôi đã làm được thôi, còn cái chèn ở đây sau đúng không? Thì cái này thì các bạn bước xuống cho tôi, xuống tới 1.12.2 thì cũng khá là nhiều hack đấy, các bạn có thể vào tải và mình sẽ để cái đường link ở phía dưới. Ây, xóa cho làm này tôi biết video này. Cái này tôi sẽ làm thôi. Đây, Kami Blue, các bạn nhớ vào cái đường link nha tôi. Yeah, nó sẽ như thế này. Download plastic. Rồi, chưa nó tải được vào được. Rồi xong, chúng ta đã được hai cái này. Và chúng tôi sẽ cắt cái đoạn này, tôi sẽ giữ cái đoạn này và chuyển hai cái mục này ra cái gì ạ, cảm ơn. Thì chúng tôi đã mình đã đem cái này ra đây rồi. Thì cứ như thường lệ thôi, tiếp tục chúng ta sẽ tốt phím Control lòng Window Command R, nó sẽ được bản chọn run. Thì không các bạn vào Start các bạn nhập run cũng được. Đây, nên các bạn đừng có hỏi tôi nhé, cái này thì thực ra là khá là nhiều. Tiếp tục các bạn vào app data thế này, cái này nhá, như thế này. Đây, ok, các bạn vào Minecraft, các bạn dùng mod, tiếp tục cốt vào, ok, bỏ anh hai này vào. Xong như vậy chúng ta đã xong cái phần này rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ telegram, khởi động telegram thôi. Các bạn có thể mở một cái khác mà tôi sẽ tìm một cái. Thì mấy hôm nay thì server tôi thấy khá là lạ, nên là tôi không biết cái gì thêm. Ồ, 2 tháng rồi mà vào thì nó khá là lạ, có nhiều chuyện xảy ra lắm nhưng mà tôi không hiểu rõ lắm. Tôi nghĩ ở cái vụ làm xong cái số 2 xong tôi nghĩ luôn. Tôi hơi nghĩ hồi cái vụ mà tổ chức sinh nhật IAC, tưởng là từ ngày 15 cơ.
mà chủ nhật ngày 11, ngày 12 là mất cái ở thâu luôn. Rồi các bạn cho tới cái Ford 1.2.2 nhé, Ford Ortifa 1.2.2. Tôi sẽ install này và chúng ta sẽ gặp lại sau khi khởi động được Minecraft. À, game mình quan sát đây thì đây là cái giao diện là cái trang điểm đó kia là Kami Blue thì mình có nào che tiêu rồi thì tiếp tục thì mình sẽ vào chơi đơn một tấm thế giới mới và sáng tạo đi, mình sẽ tạo một cái thế giới mới thì mình sẽ test và thì cách nào mình nói thì thường dùng để PVP thì mình này cái này mình cũng không có rõ thì sau cái hack này thì sẽ tới một loạt cái hack như là Rush Hack, Filter và rất là nhiều hack mới khác thì mình sẽ cố gắng chạy cho kịp cái view lại chứ nghỉ 2 tháng sẽ tụt view quá. Một số video thì mình thấy cũng khá là vui khi mà cái view của mỗi video của mình thì nó tầm hơn 1.000 view trở lên, khá là vui và tự hào về chính bản thân mình. Tôi nói liên thuyên nhiều quá thì chúng ta chuẩn bị vào thôi. Đây nó có luôn một cái dòng là KB Blue 2.04.21.beta. Thì xin lỗi mọi người là cái máy này nó cực kỳ lag luôn. Mình là mình sử dụng cái hack là mình cái hack mà có via phổ ấy, cực kỳ sợ luôn. Thì nó cực kỳ là lag. Ây da, quên. Rồi, để tôi sẽ xử lý. Tôi biết sao nữa. Tôi biết sao mà lâu này nó hơi lát rồi. Để tôi xem cái này là các bạn hoàn điều khiển các bạn xem. Bạn đợi tôi một lát để tôi hỏi mấy anh em trong server chứ cái này tôi cũng quên mất. Sorry anh em nha. Với bài quá trình đây thì mình sẽ hướng dẫn một số cây cây blue, một cái số cây thường dùng chức năng ấy thì sau một số mỗi thời gian tham khảo thì mình sẽ tìm kiếm được. Thì nút đang ở cái menu ấy thì các bạn sẽ nhấn mình vào chữ nút phím Y. Y ở đây là Y dài và Y ngắn thì nó sẽ một cái như thế này. Ui, thì nó sẽ thế này thì mình sẽ nhấn một số cái như là Adamo, Max Setting, Antinger, Anti-Weather, Autorus Reconnect, Autorus Born, Autotune, Discord RPC, Meet Click Friends, ESP, Fulbright, Name Tag, No Render, Selection, Highlight, có thể bỏ Strong Egg mọi người, Auto Eat, Fast Year Free Cam, No Fall, Kia Scrap Phú Lý, mọi người biết biết. Thì một số cái thế này, thì mình sử dụng một số cái thôi. Thì, nãy mình có làm một cái rồi nhưng mà mình lỡ tay đập mất, mình lỡ tay xóa mất nên là mình phải làm lại. Thì nếu bạn thấy bên này xin một like, share, subscribe, share cho mình nhé. Và các bạn hãy đăng ký kênh này.